thương vụ mua lại cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam đã khiến mã Vinhom lao dốc. Liệu đây có phải hiện tượng mua tin đồn bán tin tức hay không? Đồng thời, trong tuần qua VN Index đã có những biến động liên tục khi chỉ số liên tục giảm điểm. Và trước những biến động lớn như thế này, nhà đầu tư nên làm gì cho tuần tiếp theo? Tất cả sẽ có trong chương trình TechEco Insight. một lần nữa chào mừng quý nhà đầu tư đã quay trở lại chương trình technical insights nơi chúng ta sẽ cùng thảo luận và phân tích về diễn biến thị trường chứng khoán với góc nhìn kỹ thuật hãy cùng chào đón sự trở lại của chuyên gia võ long nhân anh là trưởng phòng phân tích đứng từ StockMart. Mình xin chào anh nhân ạ à. xin chào quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình technical insights trước khi đi qua phòng phân tích của chuyên gia tôi xin điểm qua một số các diễn biến chính của thị trường chứng khoán trong tuần qua đây thật sự là một tuần đầy sóng gió đối với vn index khi chỉ số liên tục giảm điểm Ngoài ra thì các dòng tiền lớn vẫn chưa tham gia vào thị trường và đa số nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái quan sát nên thị trường không có dấu hiệu cải thiện rõ ràng về thanh khoản. Chỉ số kết phiên thứ 6 tại cục mốc 1.252,72 điểm, giảm 32,74 điểm so với kết phiên của tuần trước, tương đương mức giảm là 2,5%. Và hiện nay trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là các công ty chứng khoán thì đang có dự đoán một kịch bản cho VN Index trong tuần sau. Đó chính là chỉ số sẽ quay trở về cục mốc 1250 điểm sau đó bật tăng dễ dàng qua ngưỡng 1300 điểm. Thì anh nhân nhận định như thế nào về diễn biến thị trường trong tuần này cũng như là kịch bản mà ở ngoài thị trường đang nhận định thưa anh? Vâng, cảm ơn câu hỏi từ MC. Thì um, nói về VN Index trong tuần này có vẻ là các nhà đầu tư sẽ có một cái tâm lý khá là ảm đạm bởi vì thị trường uh, từ đầu tuần đến giờ đã giảm đâu đó là khoảng 33 điểm À, cái lần à, vượt trong gai à, này của Index có vẻ như là không thành công lắm. Nhưng à, những cái kịch bản đó thì nếu như mà quý nhà đầu tư có theo dõi chương trình Technical Insight à, à, trong một vài tuần trước đây thì à, à, mình cũng có nhận định là thị trường sẽ tương đối là khó vượt được cái mốc 1.300 điểm. À, nếu như mà quý nhà đầu tư nhìn vào biểu đồ ở khung thời gian đây là biểu đồ của VN Index ở khung thời gian là ngày thì à, Mặc dù là thị trường cứ tiệm cận cái mức 1.300 nhưng mà khi tiệm cận cái mức 1.300 thì quý nhà đầu tư có thể thấy là liên tục tạo thành những cái mô hình gọi là uh, chúng ta gọi là nến rút râu đi để cho nó dễ hiểu. Có nghĩa là cái áp lực bán ở cái vùng giá 1.300 rất là lớn khi mà Index uh, chạm vào cái vùng giá này vào khoảng đâu đó là cuối tháng 9 và đầu tháng 10 thì có một cái nỗ lực tăng cũng khá là đáng kể thể hiện qua là khối lượng rất là lớn ha. Nhưng mà khối lượng lớn ở đây thì nó đồng nghĩa với việc là nó vừa có cả um, uh, những người mua và nó vừa có cả những người bán nữa, cho nên là quý nhà đầu tư có thể thấy là nó tạo thành một cái vùng có cái thanh khoản rất là lớn nhưng mà VN-Index lại không có có um, tạo được một cái kết quả gọi là tăng giá mạnh mẽ. Thì từ cái biểu hiện này thì chúng ta có thể dự đoán một cái kịch bản trong ngắn hạn là khả năng VN-Index sẽ có một cái nhịp điều chỉnh vào đầu tháng 10 và cái nhịp điều chỉnh nó đã xảy ra và trong uh, hai ba tuần gần đây thì VN Index lại một lần nữa tiệm cận lại cái khu vực đâu đó là khoảng 1.290 cho tới thì lần này thì VN Index lại tiếp tục thất bại và lần này thì có vẻ như là cái lượng thanh khoản nó đã không còn nhiều như cái lần trước nữa đây quý nhà tư có thể thấy và cái kịch bản của VN Index cho tuần tới hay là cho tương lai gần ví dụ như là hồi nãy MC đứng chiều có đề cập là khả năng là về lại một uh, 1250 sau đó là sẽ uh, bật tăng qua 1300 dễ dàng thì thực ra là uh, thị trường đi đâu về đâu thì chúng ta sẽ không có nhiều cơ sở để mà dự đoán cho cái việc đó như vậy uh, những gì chúng ta có thể dự đoán được là khả năng nó sẽ xảy ra trong tương lai gần thôi uh, của nhà đầu tư chúng ta gần như là rất là khó để dự đoán được một cái kịch bản là à giá sẽ về đúng cái vùng đỏ sau, sau đó sẽ bật lên hay là sau đó sẽ giảm tiếp gì đó thì rất là khó chúng ta chỉ có thể dự đoán là à khả năng là trong tuần tới hoặc là trong tương lai gần là giá nó có khả năng là sẽ về tới vùng nào và sẽ phản ứng tại vùng nào thì như biểu đồ của index hiện tại nếu mà theo trường phái quay cớp đi thì VN index đã gọi là tiệm cận khu vực bên trên và một cái nỗ lực tăng giá nó không thành công sau đó VN index đã quay ngược trở lại một cái uh, quay ngược trở lại về cái vùng trading range quanh cái mức giá là từ 1240 cho tới là 1290 thì hiện tại thì giá đang ở 1252 thì khả năng trong tuần tới VN-Index nó sẽ tiếp tục có những cái đợt giảm à, Vì sao? Bởi vì quý nhà tư có thể thấy là VN-Index hiện tại đang có một cái lực giảm cũng tương đối là lớn ha. Trong tuần vừa rồi thì biên độ giảm của nến liên tục được mở rộng và cái điều này nó chứng tỏ một điều là à cái xu hướng giảm nó đang tương đối là mạnh xu hướng ngắn nhất và xu hướng giảm mà đang tương đối là mạnh. Thì chúng ta đang kỳ vọng vào gọi là cái vùng giá đâu đó là khoảng 1240. À, quý nhà đầu tư có thể thấy trên biểu đồ là vào phiên ngày 17 tháng 9 và phiên ngày 16 tháng 8 thì tại cái vùng giá này đã xuất hiện hai cái cây nến marubozu rất là mạnh thể hiện một cái lực tăng giá mạnh chứng tỏ là khu vực này là có những cái nguồn cầu thực sự và khả năng khi mà giá về đến đây chúng ta sẽ kỳ vọng chúng ta chỉ kỳ vọng thôi là cái vùng này nó có thể giữ được giá chính vì thế cho nên là vào tuần sau thì mình sẽ có một cái nhận định ngắn hạn cho VN Index là có thể là VN Index sẽ về lại cái vùng 1240 và sau đó chúng ta sẽ có một cái sự dằn co khá là dữ dội ở đây và cái vùng này nếu như mà phe nào chiến thắng thì rất có thể là chúng ta sẽ đi theo cái phe đó và tất nhiên là mọi người chúng ta đều kỳ vọng cái phe tăng đúng không nhưng mà cái xác suất ở đây thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ có thể nói là nó sẽ 50-50 khi mà nó tiệm cận cái vùng giá này chứ không phải là cứ về đây là nó sẽ dễ dàng bật tăng lên À, thì đó là những nhận định về Vinindex trong tuần này cũng như là tuần tới. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Long Nhân. Và điểm đáng chú ý của tuần này thì có nhóm ngành bất động sản. Đặc biệt là nổi bật lên là có Vinhome với sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong hai phiên đầu tuần. Tuy nhiên là kể à. từ phiên ngày 23 tháng 10 trở đi thì Vinhome đã có những cái cú giảm rất là mạnh và quay trở lại lách gáp tại mức 43,85 nghìn đồng trên một cổ phiếu và điều đáng nói đó chính là phiên ngày 23 tháng 10 cũng chính là phiên đầu tiên mà Vinhome chính thức mua lại 370 triệu cổ phiếu quỹ. Đây được xem là thương vụ mua lại cổ phiếu quỹ lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Thì anh nhân có thể chia sẻ thêm góc nhìn về diễn biến của mã Vinhome cũng như là nhóm bất động sản đó theo theo tôi có cái nhìn tham khảo thêm về mã này cũng như là nhóm ngành này thôi anh. Để mà nói về Vinhome thì chắc là cả tuần vừa rồi thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cổ phiếu Vinhome khi mà đã có một cái đợt tăng khá là mạnh mẽ từ cái vùng đáy là khoảng 34.000 lên tới tận là 48.000 đây là một cái sóng tăng rất là ấn tượng nhưng uh, như uh, MC Tấn chiều có đề cập là vào phiên ngày 21 tháng 10 đúng không là có một cái đợt 23, 20, 23. 23 là có một cái đợt gọi là uh, mua lại ha mua lại cổ phiếu rất là lớn đến từ cái À, mạng cổ phiếu Vinhome này à, nhưng mà quý nhà đầu tư nhìn vào biểu đồ đây là biểu đồ của khung này ở cổ phiếu là Vinhome đi thì trước khi mà xuất hiện cái tin đó thì gần như là Vinhome đã hoàn thành ha à, à, đã tăng giá rất là mạnh rồi đã tăng từ đâu là khoảng 34.000 lên đâu đó là khoảng 45.000 luôn rồi thì đã có một cái cú tăng rất là mạnh thì tin tức được đưa ra khá là trễ à, khi mà Vinhome gần như là đang ở vùng đỉnh thì đây rất có khả năng là chúng ta sẽ có một cái câu nói là uh, Buy the rumor, sell the news Thì mọi người có thể thấy là sau khi mà ra cái tin tức thì gần như là VinHome uh, Trong ba phiên gần đây là có một cái sự điều chỉnh cũng khá là nhiều Mặc à, dù là thị trường điều chỉnh thì VinHome điều chỉnh nhưng mà VinHome uh, sau một cái đợt tăng giá mạnh thì đang không cái đợt điều chỉnh Cho nên là những nhà đầu tư mà FOMO khi mà có tin tức á Thì chúng ta cũng không nên Bởi vì um, uh, Những cái tin tức mà nó ra thì thông thường nếu mà thật sự tốt thì giá nó đã chạy được một khoảng rất là xa rồi thì nhìn vào Vinhome nếu mà theo uh, phương pháp luận là quay cớp đi thì cái vùng giá mà quý nhà đầu tư nên quan tâm và nên để ý hoặc là nên mua Vinhome đó là cái vùng giá đâu đó là khoảng 35 cho tới là 37, 38 ngàn chứ không phải là cái vùng giá uh, 45, 46 như là nhờ một vài phiên gần đây thì theo biểu đồ hiện tại thì ở cái vùng giá mà 34 ngàn quý nhà đầu tư có thể thấy là có một cái gap Bật tăng quay ngược trở lại cái vùng giá trị là từ 37 cho tới là 46 ngàn Thì đây là một cái hiện tượng khá là đáng chú ý Bởi vì đây là một cái vùng giá thấp Và đột nhiên có một cái lượng tiền rất lớn đổ vào mua cái mã cổ phiếu VinHome này Bây giờ tôi có thể thấy là một cái khối lượng nó lên tới là mua chủ động là 18,8 triệu cổ phiếu Và bên cạnh đó là chúng ta cũng có cái khối lượng bán chủ động là 16,1 triệu nhưng mà cái khối lượng bán chủ động ở đây á, thì nó cũng sẽ được khớp với lại là những cái người mua bị động. Có nghĩa là tổng cái khối lượng mà uh, mua cái cổ phiếu Vinhome uh, hay là tổng khối lượng của cái cổ phiếu Vinhome này ở quanh cái mức giá là 36,6 này á, nó lên tới là 36,7 triệu cổ phiếu. Thì không hẳn tự nhiên mà Vinhome lại có một cái mức tăng nó mạnh mẽ như vậy hay là có một cái khối lượng lớn như vậy. Thì chắc hẳn là ở cái vùng giá này đã có một cái điều gì đó xảy ra rồi, có thể là chúng ta không biết nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ hay là nhìn vào cái công cụ theo dõi dòng tiền đi thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ đột nhiên ở cái vùng giá này à, sau bao nhiêu phiên giảm đi đột nhiên đùng một cái có những cái lượng tiền vào mua rất là lớn thì lúc này quý nhà đầu tư đã nên để ý tới Vinhome rồi hay là vào cái phiên ngày 14 tháng 8 đi thì cái lượng mua chủ động của cổ phiếu Vinhome lại lên tới là 6,13 triệu để làm cái lượng mua rất là lớn thì lúc này là chúng ta đã nên để ý tới Vinhome một chút À, và chúng ta có thể tham gia giải ngân ở quanh cái mức giá là khoảng 37 ở dưới đây rồi chứ không phải là chờ tới bây giờ và ở thời điểm hiện tại thì các nhà đầu tư cũng không nên quá phô mô à, nhưng mà về cái viễn cảnh mà lớn hơn thì chúng ta sẽ có một cái vùng giá trị khác một cái vùng giá trị lớn hơn của mạng cổ phiếu Vinhome là từ à, đâu đó là khoảng 40 ngàn lên tới là khoảng đâu đó là gần 60 ngàn cổ phiếu thì cái đợt tăng giá này thì chúng ta có quyền kỳ vọng là Vinhome sẽ có một cái cú bật tăng mạnh mẽ quay lại cái khu vực đâu đó là khoảng 55 cho tới 60 ngàn một cổ phiếu thì uh, mình tin là cái điều này nó có khả năng nó sẽ xảy ra nhưng mà trước khi nó xảy ra thì uh, khả năng điều chỉnh của nó là có và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không nên quá FOMO mô vào cổ phiếu Vinhome và chúng ta nên chờ những cái nhịp gọi là tái tích lũy trở lại của cái cổ phiếu Vinhome này uh, thì chúng ta sẽ canh chờ mua ở cái vùng giá đâu đó là khoảng 41 42 thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều cho cái nhà đầu tư Thế hiện tại thì uh, cái nhịp điều chỉnh cũng đang khá là lớn đó là những cái cập nhật về uh, cái mã cổ phiếu uh, Fintom này cho quý nhà đầu tư Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của anh Nhân về mã cổ phiếu Vinhome cũng như là về nhóm ngành bất động sản và mặc dù thì thị trường giảm điểm tuy nhiên là một số cái cổ phiếu điển hình là có HNG lại nổi bật với chủ tăng giá liên tiếp trong vòng 3 phiên và đáng chú ý là thanh khoản trong phiên ngày thứ sáu thì tăng mạnh gấp đôi so với lại thanh khoản bình thường của mã này anh nhân có nhận định như thế nào về diễn biến của mã chứng khoán hng cũng như là nhóm cổ phiếu nông nghiệp chưa về à nãy thì chúng ta quên cập nhật về nhóm ngành bất động sản chúng ta khóa tập trung vào viên nhưng mà chắc là bây giờ mình sẽ cập nhật về cái mã cổ phiếu hng này trước nông nghiệp hoàng gia lai này trước ha chúng ta sẽ đi qua về nhóm ngành bất động sản xem là nó có thực sự là mạnh mẽ hay không để nói về hng thì mặc dù là ba phiên vừa rồi là có một cái nhịp tăng giá từ đâu đó là khoảng bốn rưỡi đi lên đâu đó là khoảng năm thì cũng tăng uh, khoảng là hơn 10% trăm với mức tăng cũng tương đối là nhiều nhưng mà có nhiều tư có thể thấy là uh, cổ phiếu hng này thì uh, cũng mới dịch lại ở trên sàn upcom cho à, nên biểu đồ cũng chưa có nhiều nhưng mà về cái biểu đồ kỹ thuật ha mọi người có thể mọi người nhìn trên bảng điện uh, thì có thể là giá nhảy rồi cổ phiếu khớp nhiều nhưng mà về cái mặt kỹ thuật thì chúng ta nên tập trung hơn về biểu đồ mà nếu như nhìn vào biểu đồ của HNG thì đây gần như là không phải là một cái gọi là một cái mã cổ phiếu chúng ta nên cái nên dành sự quan tâm quá nhiều cho nó bởi vì sao bởi vì biểu đồ nó xuất hiện rất là nhiều những cái khoảng ghép cũng như là cái mức giá mở cửa đóng cửa của những cái phiên đôi khi là ATO ATC nó bị nhảy lên rất là nhiều à, chứng tỏ là có khả năng thôi thì uh, cái mã cổ phiếu này có thể là sẽ bị um, uh, khả năng là có sự tham gia can thiệp của một vài uh, tổ chức lớn hay là gì đó còn nhìn về biểu đồ của HNG ở cái thời điểm hiện tại thì có nên mua hay không thì theo như phân tích kỹ thuật thì đây có nhiều tử để thấy là uh, một cái mã cổ phiếu tốt hay là thanh khoản cao thì gần như nó sẽ không có đi theo những cái gọi um, là nó sẽ không có hình thành những cái mô hình như thế này và nó sẽ đi một cái biểu đồ nó rất là rất là mượt ha. Còn những biểu đồ như thế này thì à, quý nhà đầu tư cũng không nên dành quá nhiều cái sự quan tâm cho nó và ở thời điểm hiện tại thì nó cũng không nên à, anh gia mua cái mã cổ phiếu HNG này. Ha, à, cái vùng mà được gom nhiều nhất đó là cái vùng giá đâu đó là khoảng 3.8 nè, nơi xuất hiện rất nhiều là xanh. Thì rất là nhiều người người ta đã gom dưới đây rồi ta có thể là tổ chức hoặc là các cái quỹ lớn. Còn bây giờ thì à, người vào thì cái vùng giá nó cũng tương đối là cao và cũng khá là nguy hiểm. À, ta quay trở lại với cái nhóm ngành bất động sản đi à, bất động sản trong tuần vừa rồi thì chắc chắn là cũng có một mã khá là đáng chú ý đó chính là uh, mã cổ phiếu phát đạt à, mã cổ phiếu phát đạt từ tuần trước thì cũng đã có một cái cây nến tăng tương đối là mạnh ta nhìn ở khung này thì phát đạt là một cái mã cổ phiếu cũng tương đối là mạnh luôn đấy nhiều tôi có thể thấy là vào cái phiên ngày 17 phiên ngày 17 tháng 10 thì uh, phát đạt có một cái lượng mua chủ động rất là lớn đâu đó lên tới là khoảng 5,8 triệu cổ phiếu Còn nhìn nó khung nhỏ hơn thì tại cái vùng giá đó có rất là nhiều cái lượng người tham gia vào mua chủ động cái bạn cổ phiếu phát đạt này à, vào cái ngày 17 thì đây là một cái mã cổ phiếu mà tương đối là mạnh trong cái nhóm bất động sản trong tuần vừa rồi thì gần như chúng ta chỉ thấy có phát đạt và Vinhome uh, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có đất xanh Ờ... Uh, đất xanh thì mặc dù là có những cái nhịp tăng giá đó nhưng mà đa số là từ tuần trước à, tuần trước thì đã tăng lên khá là nhiều rồi còn ở thời điểm hiện tại thì đất xanh gần như là đang tiệm cận khu vực biên trên và cái nhịp tăng giá nó đang bị chững lại cái sóng tăng nó đang bị chững lại khá là nhiều thì khả năng sẽ có một cái cú uh, phản ứng à, cho nên là quý nhà đầu tư cũng không nên tham gia các cái uh, mạng cổ phiếu ví dụ như là đất xanh còn uh, về nó có ví dụ như dig đi DG thì gần như là mã cổ phiếu bất động sản tương đối là yếu à, và gần như chưa thấy một cái sự hồi phục nào quá là đáng kể ở mã cổ phiếu DG này thì nói chung về ngành bất động sản thì hiện tại nếu mà nhà đầu tư có quan tâm thì mọi người có thể cân nhắc ở mã cổ phiếu là bdr à, còn lại thì đa phần các mã cổ phiếu khác đang ở những cái vị trí không thật sự là tốt cho nên là mọi người cũng không nên uh, tham gia quá nhiều ở cái nhóm ngành bất động sản này vâng. À, cảm ơn môn cập nhật của anh về nhóm bất động sản cũng như là về cổ phiếu rất nhiều rồi và xét trên khía cạnh kỹ thuật theo uh, cái liệu của tóc map, kết hợp cùng phương pháp động quay cóp thì uh, anh nhân có một một cổ phiếu nào mà nhà đầu tư có thể tham khảo trong tuần sau hoặc là có lời khuyên nào dành cho những nhà đầu tư mà mình đang uh, ở trong cái vị thế chưa có được tốt ở trong tuần này Về um những dự kiến hay là những cái mã cổ phiếu mà nhà đầu tư nên quan tâm cho tuần sau. Thì um, như đã cập nhật ở um, đầu chương trình thì hiện tại VN Index khả năng là sẽ có một cái nhịp điều chỉnh nữa với nhà đầu tư. Thì có thể là chúng ta sẽ quan sát VN Index um, ở cái vùng giả là 1240 thì chúng ta có thể là cân nhắc uh, quan sát một vài cái mã cổ phiếu. Thì một vài cái mã cổ phiếu đó ở đây là gì? Thì tất nhiên là uh, theo quan điểm của tóc mát đi rồi à, áp dụng những cái trường phái phân tích ví dụ như là quay cup và dòng tiền thì những mã cổ phiếu là phải ở những cái vùng giá thấp à, có cái sự gọi là dừng giảm và một cái sự à, cái um, nhịp bán nó bị giảm lại và sau đó là có sự tham gia của những người mua chủ động rất là lớn thì chúng ta mới nên tham gia đó về cái mặt đó thì chúng ta nên chọn những cái mã cổ phiếu mà đang ở những cái vùng giá tương đối là thấp ví dụ như là chúng ta sẽ có cái mã cổ phiếu um, bid Ha, là chúng ta sẽ quan sát trong tuần sau chứ không phải là tuần sau chúng ta sẽ mua để uh, nhìn về mã cổ phiếu VICK thì chúng ta đang có một cái vùng giá đi ngang khá là đẹp từ mức giá khoảng 11.000 cho tới là 12.500 đồng. Ha, thì hiện tại là VICK đang tiệm cận cái vùng 11.000. thì có thể là tuần sau nếu như mà thị trường uh, vẫn tiếp tục giảm thì có khả năng là VICK nó sẽ về những cái vùng giá tốt hơn ví dụ như là 10.800. thì tại thời điểm đó chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. thì nếu như mà vnnex có một cái sự dừng lại hay là các mã cổ phiếu này nó có một cái sự dừng giảm và nếu như mà xuất hiện những cái về xanh à, về xanh có nghĩa là nhiều người mua chủ động à, nhiều người mua chủ động hứng thú và tham gia mua cái mã cổ phiếu này thì có thể chúng ta sẽ cân nhắc giải ngân cái mã cổ phiếu biết này à, quan trọng là chúng ta phải à, quan sát thị trường không có nhiều từ. à, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có ví dụ như là nhóm ngành thép nhóm ngành thép đi thép thì à, chúng ta sẽ có cái mã hsg thì mà HSG cái vùng quan sát của chúng ta sẽ là cái vùng đâu đó là khoảng 19.600 cho tới đâu đó là khoảng 20.000. Thì khi mà giá tiệm cận lại những cái vùng giá này thì chúng ta sẽ quan sát, chúng ta coi gọi là có dòng tiền tham gia vào thật sự hay không. Nếu như mà có dòng tiền tham gia lớn nè có những cái vệt xanh ví dụ như là mọi người có thể thấy đây những cái nến xanh mà có những cái vệt xanh có cái khối lượng mua của động lớn thì có thể chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta giải ngân cái mã cổ phiếu HSG HF, này và um, theo tình hình hiện tại thì uh, mọi người vẫn nên giữ uh, tiền mặt chứ mọi người cũng không nên uh, gọi là giải ngân quá nhiều ha, nên cân đối lại cái tỷ trọng cổ phiếu đừng thấy là uh, thị trường đang rơi đang đang uh, đỏ rồi mọi người lao vào bắt thì nó sẽ không hay lắm ha. để mà nó bật tăng ngược trở lại ha mọi người thì uh, theo uh, Ruben viết ở một cái cuốn sách gọi là quay cấp 2.0 đi thì giá chỉ uh, giá sẽ đảo chiều tăng khi người bán không muốn bán nữa người bán không còn hàng để bán và người bán bị người mua lớn ác thì khi đó giá mới tăng được thì phải đáp ứng đủ ba cái tiêu chí ha mọi người hiện tại thì giá vẫn đang bị xả thị trường vẫn đang bị bán rất là ồ cho nên là người bán có thể là người ta vẫn rất còn hung hãn cho nên là mọi người cân nhắc khi mà tham gia giải ngân còn ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn là nên thận trọng và nên giữ tiền mặt ha. có thể là tới thứ sáu tuần sau luôn á, à, thì nếu như mà thị trường có những diễn biến tích cực thì uh, có thể là đội ngũ tóc up sẽ cập nhật những cái mã cổ phiếu mà uh, về những vùng giá tốt hay là có thể giải ngân cho mọi người. à, cho nên là mọi người cũng đừng có vội vàng gì hết. Có thể là có thứ tới thứ sáu tuần sau chúng ta sẽ có những cái vùng giá mua tốt hơn ở thời điểm hiện tại luôn. Ha đó thì lời khuyên của mình vẫn là thận trọng. Ha. Thận trọng là chính trong cái thời điểm hiện tại. Cảm <laughs> ơn và xin cảm ơn chia sẻ của anh Dương nhận định về một số các mã cổ phiếu mà nhà đầu tư có thể tham khảo cũng như là vùng giá mà nhà tư có thể chú ý quan sát để mà mình có thể có những vị thế tốt hơn. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi chương trình Technical Insights. Đừng quên like, share và subscribe để nhận được những dự báo đáng tin cậy từ chuyên gia của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư ở các chương trình tiếp theo.